Báo Khanh và Lâm Hùng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp của đài IBC TV được phát sóng trên băng tầng 57.19 ở miền Nam California và 16.12 ở miền Bắc California cũng như là Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Hungary vui mừng trở thành một phần trong các sáng kiến đa phương của Trung Quốc. Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Tổng thống Putin nói với cơ quan an ninh FSB tăng cường hóng lại các cơ quan gián điệp Tây ở phương Tây. Ông Mick McConnell kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ trong năm tới. Những người ủng hộ xóa nợ cho sinh viên biểu tình trước tòa án tối cao Hoa Kỳ. Và sau đây xin có mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên, Hungary vui mừng trở thành một phần trong các sáng kiến đa phương của Trung Quốc. Peter Zichato, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với China Media Group, gọi tắt là CMG, Hungary rất vui mừng được tham gia vào các sáng kiến đa phương của Trung Quốc vì nền kinh tế của hai nước bổ sung cho nhau. Zichato đã cho biết Hungary hoan nghênh các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc vì các cơ chế này mang lại sức sống mới cho nền kinh tế thế giới và những người tham gia. Điều này đã được chứng minh nhiều lần bằng thực tế. Ông lấy sáng kiến Vành đai và Con đường làm ví dụ, nói rằng nó đã phát triển từ một sáng kiến khu vực thành một hệ thống hợp tác tạo ra ảnh hưởng toàn cầu. Khi mà Trung Quốc đưa ra những sáng kiến như vậy, phải cân nhắc những điều đó một cách nghiêm túc bởi vì chỉ cần nhớ đến sáng kiến vành đai và con đường giờ đây là một trong những sáng kiến toàn cầu và đa phương lớn mang lại tiến bộ cho những người đang làm việc cùng nhau trong khuôn khổ này vì vậy chúng tôi rất vui mừng được tham gia trong hội nghị thượng đỉnh của sáng kiến vành đai và con đường vào mùa thu ở trung quốc chúng tôi đang xây dựng tuyến đường sắt mới giữa belgrade serbia và budapest Hungary trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Cá nhân tôi tự hào rằng tôi là Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu đầu tiên ký thỏa thuận thực hiện sáng kiến này vào mùa hè năm 2015 với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị vào thời điểm đó. Vì vậy, khi xem xét những kinh nghiệm này, tôi nghĩ rằng vai trò của Trung Quốc trong chủ nghĩa đa phương là hoàn toàn tích cực. tôi nói, về quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Hungary, Zitato đã cho biết hai nước gắn bó với nhau, một nền kinh tế đang bùng nổ ở Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Hungary. Kính thưa quý vị, ông Mick McConnell kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ trong năm tới. Nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ là ông Mick McConnell đã kêu gọi quốc hội vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 2 tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tới để đối phó với điều mà ông gọi là các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc. Ông đã nói với các phóng viên rằng, môi trường của thế giới đòi hỏi Hoa Kỳ phải tăng cường phòng thủ. Đồng thời cũng nói thêm rằng, các quốc gia NATO khác cũng cần phải tăng cường chú trọng vào phòng thủ. Nhận xét của ông ấy có thể mâu thuẫn với các đảng viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, là những người đang xem xét các vấn đề xuất về duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức hiện tại trong năm tài chính 2024 bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, trong khi cắt giảm khoảng 150 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu từ chi tiêu phi quốc phòng. Đảng Cộng hòa ở Hạ viện dự định sử dụng cuộc tranh luận về trần nợ hiện tại để cắt giảm chi tiêu từ Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo đa số của Thượng viện Chuck Schumer. Nhưng ông Mick McConnell, người đã đứng sau Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy trong các cuộc hội thảo về nợ và chi tiêu cho đến nay, đã cho biết là phân bổ quốc phòng phải đáp ứng những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt trên trường toàn cầu. Ông cũng nói trong một cuộc họp báo rằng những thách thức không chỉ bao gồm Nga và Ukraine mà còn là thách thức đang diễn ra khi đối mặt với Trung Quốc trong tương lai. Theo ông Mick McConnell, thì các đồng minh của Hoa Kỳ rất tập trung vào việc chi tiêu quốc phòng phòng thủ hợp với nhu cầu và nhu cầu có đang tăng lên. Vào hồi năm ngoái, Quốc hội cũng đã thông qua một dự luật chi tiêu bao gồm 13,4 tỷ mỹ kim hỗ trợ kinh tế cho Ukraine và 2,4 tỷ mỹ kim để giúp tái định cư người dân Ukraine ở Hoa Kỳ. Việc uh, viện trợ quân sự cao hơn mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục là 858 tỷ mỹ kim của Hoa Kỳ cho năm tài chính hiện tại đã đánh dấu mức tăng từ 740 tỷ mỹ kim và vượt quá yêu cầu từ tổng thống Joe Biden. Cũng tin liên quan tới chiến sự, kính thưa quý vị, Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Bộ trưởng Nga ngày 28 tháng 2 đã cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng Krasnodar và Cộng hòa Adygea thuộc Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 28 tháng 2 nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Các lực lượng Nga đã sử dụng chiến thuật tác chiến điện tử để áp chế hai máy bay không người lái khiến chúng mất kiểm soát. Một UAV đã rơi xuống cánh đồng trong khi một chiếc khác không có khả năng gây hư hại cho mục tiêu dân sự. Trước đó, người đứng đầu khu vực Aditya, ông Verak đã chia sẻ với những hình ảnh cho biết là thấy chiếc xác xác của chiếc máy bay không người lái này đã không xác định ở gần làng Novoji nằm ở phía bắc thành phố Maykov thủ phủ cộng hòa của Adygea. Quan chức này đã cho biết vụ việc không gây thương vong nhưng đã gây thiệt hại nhỏ cho một trang trại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với cơ quan an ninh FSB tăng cường lại các cơ quan gián tiếp phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ ba ngày 28 tháng 2 đã yêu cầu cơ quan an ninh FSB đẩy mạnh hoạt động của cơ quan này để chống lại điều mà ông ta mô tả là các hoạt động gián điệp và phá hoại ngày càng gia tăng chống lại Nga của Ukraine và phương Tây. Trong một bài phát biểu trước các quan chức của FSB, Tổng thống Putin cho biết là cơ quan này phải ngăn chặn các nhóm phá hoại xâm nhập vào Nga từ Ukraine, tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và ngăn chặn mọi nỗ lực của các cơ quan an ninh phương Tây nhằm hồi sinh các phần tử khủng bố hoặc là cực đoan trên lãnh thổ của Nga ông Putin đã chia sẻ, và các cơ quan tình báo phương Tây có truyền thống luôn hoạt động tích cực ở Nga. Và giờ đây, họ đã tung thêm nhân sự, kỹ thuật và các nguồn lực khác để chống lại chúng tôi. Chúng tôi cần phải đáp trả tương ứng. Cũng tin liên quan thì quý vị, Tổng thống Zelensky của Ukraine, cường độ giao tranh xung quanh Bakhmut đang gia tăng. Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video hôm thứ Ba ngày 28 tháng 2, cường độ giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Nga xung quanh thành phố Barmut ở phía đông đang tiếp tục gia tăng. Các lực lượng Nga hôm thứ Ba đã đẩy mạnh chiến dịch kéo dài hàng tuần của họ để bao vây và chiếm Barmut nơi mà quân đội Ukraine mô tả các cuộc tấn công diễn ra liên tục, đánh chiếm Bakhmut, nơi diễn ra một số trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến kéo dài một năm, sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga trong hơn 6 tháng. Nó sẽ mở đường cho việc chiếm giữ các trung tâm đô thị cuối cùng còn sót lại ở khu vực Donetsk, một trong bốn khu vực Moscow tuyên bố đã sáp nhập. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữa băng tầng của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2, ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.